Xin kính chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đội ngũ HPK, kênh chuyên biệt tư vấn báo giá về chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh mới nhất của những mẫu sản phẩm Toyota. Và trong chương trình ngày hôm nay ngày 16 tháng 7 thì em vừa nhận được chương trình khuyến mại từ mẫu sản phẩm Toyota Vios phiên bản G, phiên bản được giảm giá nhiều nhất trong chương trình tháng 7 này thì em sẽ liền cập nhật ngay cho những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios và trước khi video được bắt đầu em nhớ luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng. Toyota được lưu hành tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và được nắp ráp trong nước. Và phiên bản quý anh chị đang nhìn trên màn hình đây là phiên bản 1.5G, phiên bản được trang bị nhiều option tiện nghi cũng như là diện mạo thay đổi nhiều nhất trong 3 phiên bản. Chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 545 triệu đồng và ở thời điểm trong chương trình ngày hôm nay ngày 16 tháng 7, quý anh chị sẽ có mức giảm giá tiền mặt lên tới 38 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra chúng ta sẽ được tặng thêm gói phụ kiện 10 triệu đồng bao gồm dán phim, trải sàn hay là camera hành trình. Và khi áp dụng mức giảm giá lên tới 38 triệu đồng tiền mặt thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 595 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 584 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 564 triệu đồng. Và nếu quý anh chị đặt xe ở thời điểm trong tháng 7 này và chờ thời điểm giảm thuế tháng 8 thì chúng ta sẽ được giảm tối thiểu đâu đó từ 28 triệu đến 35 triệu nữa quý anh chị nhé. Và khi đó thì mức giá lăn bánh tại thị trường tỉnh đâu đó chỉ còn lại là 528 triệu thôi. Một mức giá rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Và quý anh chị số tiền tối thiểu để bỏ ra lấy chiếc xe này về. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em nghĩa là 180 triệu là quý anh chị đã có thể mang chiếc xe này về rồi. Trên phiên bản Toyota Vios 1.5G năm 2024, chúng ta sẽ có một cái diện mạo hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ có cụm đèn phía trước được trang bị là cụm đèn bi LED cho ánh sáng tập trung cảm biến góc xung quanh xe, mâm xe lên tới 17 inch và được phay xước đa chấu. Phía đuôi xe thì chúng ta sẽ có hai cụm đèn hậu dạng LED và một cái không gian dung tích cốp phải nói là rất rộng rãi các bác nhá. Và chúng ta vẫn có camera lùi và bốn cảm biến phía sau. Đặc biệt là trên xe vẫn có đầy đủ những cái tính năng an toàn phải kể đến như gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm đèn pha tự động tích ứng, tự động phanh PCS và cảnh báo lệch làn đường, một trong những tính năng phải nói là cực kỳ cao cấp trên phiên bản Toyota Vios năm 2024. Và đặc biệt, khoang nội thất của chiếc xe chúng ta sẽ thấy được nổi bật đó chính là một chiếc màn hình giải trí dựng đứng, cảm ứng và có tích hợp Android Auto và Apple CarPlay không dây, rất là tiện nghi cho quý anh chị. Sở hữu khối động cơ 1.5 lít cho mức công suất cực đại lên tới 105 mã lực và kết hợp với đó là hộp số tự động vô cấp CVT cho chiếc xe có một cái Tốc độ rất là tốt và vượt xe khác rất là mượt mà, đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đằng sau vô lăng sẽ là màn hình 4.2 inch hiển thị sắc nét các thông số vi điện tử. Chúng ta vẫn có điều hòa tự động theo xe và một bộ nội thất ghế da rất là cao cấp. Kèm theo đó là những đường viền chỉ khâu màu vàng giúp chiếc xe trở nên thể thao hơn bao giờ hết. Ngoài ra chúng ta sẽ được trang bị những hệ thống tính năng an toàn chủ động như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, khởi hành ngang dốc HAC và kiểm soát lực kéo TRC, kèm theo đó là 7 túi khí xung quanh xe cho quý anh chị. Và Toyota là một trong những mẫu sản phẩm dẫn động cầu trước cho nên chúng ta sẽ có một cái không gian ở hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi luôn và chúng ta sẽ không có điểm gờ xương sống ở giữa các bác nhá. Ngồi người giữa ở hàng ghế thứ hai rất là thoải mái, ba ghế tựa đầu ở hàng ghế thứ hai và có cả bệ tí tay nữa, một không gian ngồi phải nói là rộng nhất phân khúc các bác ạ. Và đó là tất cả những thông tin mà em nghĩa muốn gửi đến cho quý khách hàng trong video ngày hôm nay. Video báo giá chi tiết cũng như về những tính năng nổi bật của Toyota Vios phiên bản 1.5G để những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo thì lựa chọn đây có phải là thời điểm tốt nhất để lấy xe không ạ? Và quý anh chị cần muốn mức giá tốt hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp từ số like em để góc chấm màn hình nha. Em sẽ tư vấn và báo giá tốt nhất dành cho mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều hotline like hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.